Cách trả lời anti-fan gây tranh cãi của Phương Oanh sau khi công khai chuyện tình yêu với Sắc Bình. Phương Oanh mới đây liên tục chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình sau ồn ào tình ái với Sắc Bình. Trước những phản ứng trái chiều từ dân mạng, nữ diễn viên có cách trả lời gây tranh cãi. Phương Oanh đã trở lại trạng thái vui vẻ sau khi công khai chuyện hẹn hò với Sắc Bình. Cô tích cực chia sẻ công việc mới của mình với khán giả. Tuy nhiên, một số anti-fan vẫn vào bình luận ác ý trên trang cá nhân của cô. Trước sự việc này, Phương Oanh quyết không im lặng, cô sẵn sàng trả lời với thái độ gây tranh cãi. Phương Oanh viết, đi với bụt mặc áo cà sa, gặp ma phải mặc áo giấy. Nghiệp sẽ chỉ quật những kẻ chỉ trực lăng nhục, vùi dập người khác không cần biết đúng sai, cũng chẳng phải chuyện của mình. Nữ chính phim Hương Vị Tình Thân cho biết dù thế nào cô vẫn là Phương Oanh, sống cá tính và tử tế. Cô khẳng định bản thân chưa bao giờ phải luồn cúi ai, chưa bao giờ làm điều gì khuất tất để phải hổ thẹn với lương tâm. Vì vậy, người đẹp cho rằng sau tất cả những bất công cô vẫn sẽ ngẩng cao đầu để sống và làm việc. Trước việc nhiều người cho rằng hành động thân mật của cô với Sắc Bình giữa chốn đông người quá phản cảm, Phương Oanh thẳng thừng nói, làm gì có ai bình thường khi yêu, lâu lắm mới có người yêu, chẳng may lỡ có thể hiện hơi sâu thì cũng vì bị yêu nhau quá thôi, làm gì căng, diễn viên chứ có phải cục đá đâu. Chắc bạn chưa từng yêu và được yêu say đắm nên bạn không hiểu được đâu. Khi nhận được những bình luận tiêu cực, Phương Oanh gay gắt, con người ai cũng có não nhưng nhiều người hình như có não lại không có tư duy. Đáng thương, cách thể hiện này của cô bị khán giả phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên này nên im lặng thì hơn. Phương Oanh trước khi xảy ra lùm xùm tiểu tam trong mối quan hệ giữa Sắc Bình và vợ, cô được nhận xét là nữ diễn viên có nhan sắc xinh đẹp và may mắn. Nữ diễn viên đi lên từ con số không trong nghiệp diễn. Ban đầu, Phương Oanh là người mẫu ở công ty Venus, sau đó cô được chú ý qua một số phim của VFK như Hoa Bay, Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Gái Già Xì Tin, Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Thời gian gần đây, cô quá nổi tiếng với vai diễn trong phim Quỳnh Búp Bê và Hương Vị Tình Thân. Nhờ hai vai diễn này nên người đẹp đổi đời trông thấy cả về vật chất lẫn tinh thần.